Đừng bao giờ ăn sô-cô-la mà người lạ đưa cho, nếu không thì bạn sẽ biến thành hình dạng này. Bạn sẽ mọc ra một chiếc cằm kỳ quái, miệng của bạn sẽ trở nên nhọn hoắc và giọng nói cũng trở nên khó nghe. Hai chân của bạn cũng sẽ biến thành móng chân gà. Không những thế còn bị bố mẹ không biết chuyện nhốt vào chuồng gà. Chỉ có cô bạn thân Agatha đã chứng kiến tất cả chuyện này. Hóa ra cô bé đã bị chất độc của phù thủy làm biến dạng cơ thể. Phù thủy trà trộn trong thế giới loài người, họ mang tóc giả và giọng nói của họ cũng rất kỳ khôi. Khi phù thủy xuất hiện trước mắt loài người thì ai nấy đều đeo găng tay. Bàn chân một ngón chính là đặc điểm nhận dạng của chúng. Bọn họ cực kỳ chán ghét trẻ con, vậy nên chúng chuyên môn cho trẻ em ăn đủ loại kẹo có chứa chất độc. Để khiến trẻ em biến thành động vật, khi Agatha lớn lên đến tuổi làm bà ngoại, thì cháu trai của bà tên là Charlie đã gặp phải chuyện tương tự ở siêu thị. Một người phụ nữ với nụ cười quỷ dị trên môi, bà ta dùng một con rắn độc để uy hiếp Charlie phải ăn viên kẹo trong tay. Vào lúc Charlie đang không biết mình nên làm gì, thì giọng nói của bà ngoại đã đánh tan bầu không khí đáng sợ lúc nãy. Tối hôm đó, Charlie kể cho bà ngoại nghe những chuyện đã xảy ra ở siêu thị. Bà ngoại lập tức nhận ra vấn đề, bà nhớ lại khi mình còn nhỏ. Năm xưa bạn thân của bà cũng từng được phù thủy cho một cái kẹo. Sang đến ngày hôm sau thì bạn cô đã biến thành gà và bị nhốt vào trong chuồng. Bà ngoại nói với Charlie rằng đó chính là phù thủy. Có thể người đó là hàng xóm hoặc cũng có thể là đồng nghiệp của cậu. Bọn chúng chuyển động tay với những đứa trẻ nhà nghèo. Bởi vì những đứa trẻ nhà nghèo dù có mất tích thì cũng chẳng mấy ai quan tâm đến. Nghĩ đến đây thì bà ngoại quyết định đưa Charlie rời xa thị trấn nguy hiểm này, rồi đến ở nhờ nhà bà con. Hai bà cháu đến ở tạm trong một khách sạn 10 sao trong khu nhà giàu. Một giây sau đó, một nhóm quý bà ăn mặc sang trọng cũng tiến vào khách sạn. Ngoài mặt bọn họ là những thành viên đến tham gia hội nghị bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, nhưng trên thực tế thì tất cả bọn họ đều là phù thủy. Mà tình cờ là căn phòng của thủ lĩnh phù thủy đang ở lại nằm ngay dưới phòng của Charlie. Sáng sớm ngày hôm sau, Charlie đưa theo thú cưng là chú chuột trắng Daisy đi vào hội trường để chơi. Đột nhiên lúc này cánh cửa hội trường lại mở ra, đám phù thủy kia đã đi vào. Bọn họ định sẽ mở cuộc họp ngay tại đây, Charlie sợ đến nỗi vội vàng trốn xuống gầm bàn. Tiếp sau đó, phù thủy cởi bỏ áo khoác bên ngoài ra, bọn họ đồng loạt tháo găng tay ra để lộ bàn tay chỉ có 3 ngón. Sau khi tháo giày cao gót ra thì bàn chân chỉ một ngón duy nhất cũng được giải phóng. Charlie trốn dưới gầm bàn, mà xém chút nữa đã bị hương vị nồng nàn từ những bàn chân kia làm ngất xỉu. Và chỉ một giây sau đó thì cảnh tượng đáng sợ hơn lại xuất hiện. Người phụ nữ này tháo găng tay xuống để lột bàn tay chỉ có 3 ngón. Tiếp đó cô ta lại cởi đôi giày cao gót của mình ra để giải phóng bàn chân chỉ có 1 ngón. Ngoài mặt thì trông bọn họ đoan trang cao quý, nhưng một khi tẩy trang xong thì đến cả mẹ ruột còn không nhận ra. Bọn họ giúp nhau cởi hết tóc giả ra để lộ những cái đầu chọc như trứng gà. Điều đáng sợ hơn nữa là, phù thủy thủ lĩnh lại lau sạch phấn son trên mặt bà đi, sau đó để lộ nụ cười kéo đến tận mang tai. Bà ta nói với các phù thủy khác rằng, trẻ con là thứ đáng ghét nhất trên đời này. Chúng ta phải khiến trẻ con biến mất khỏi thế giới này. Khi bà đang nói đến cao trào, thì một phù thủy cấp dưới đã đứng lên cắt ngang lời phát biểu của bà. Sau đó thủ lĩnh phù thủy đã lấy trong ngực ra một bình thuốc biến thành chuột đang tỏa ra hơi lạnh. Bà bảo các phù thủy cấp dưới hãy về mở một cửa hàng bán kẹo. Chỉ cần bọn nhỏ vào đó, 3 giọt thuốc này thì những đứa trẻ đó sẽ biến thành chuột ngay. Sau khi nghe xong kế hoạch hoàn hảo này thì các phù thủy đã hưng phấn cực kỳ. Bọn họ dùng bàn tay chỉ có 3 ngón để cổ vũ nhiệt tình. Tất cả im lặng hết đi. Sau đó cái lỗ mũi đang nở to ra như trứng gà của bà ta đã bắt đầu đánh hơi. Bà ta đã ngửi thấy mùi của trẻ con, mùi vị này khiến bà hận đến nỗi nghiến răng. Trong lúc tức giận thì bà đã lật bay sân khấu lên, nhưng nào ngờ lúc này Charlie đã trốn vào trong ô thông gió. Phù thủy thủ lĩnh đang định đến mở ô thông gió ra, thì đột nhiên có người gõ cửa hội trường nhà hàng. Các phù thủy nhanh chóng đội tóc giả vào để ngụy trang. Khi họ mở cửa thì phát hiện một cậu bé đang đi vào bên trong, phù thủy vội vàng khóa trái cửa lại. Hóa ra một tiếng trước, thì cậu bé Bruno này đã ăn sô-cô-la do phù thủy đưa, nên cậu muốn đến xin vài miếng nữa. Cậu nhìn sô-cô-la trong tay phù thủy thì vui vẻ chạy đến chỗ bà. Nhưng ngay sau đó thì thuốc trong sô-cô-la đã bắt đầu phát huy tác dụng. Lúc này cả người cậu đang co giật, thất khiếu bốc khói. Các phù thủy hưng phấn muốn thẳng thừng dẫm chết Bruno. Trong lúc nguy hiểm này thì Charlie đang trốn trong ô thông gió muốn ra ngoài cứu Bruno. Lúc này chú chuột trắng trong túi áo cậu lại đột nhiên lên tiếng. Để tôi đi cứu cậu ấy cho. Cậu xông qua ô thông gió để kéo cái đuôi nhỏ của Bruno, cả hai tăng tốc kéo nhau chạy về phía ô thông gió. Hóa ra Daisy cũng đã ăn sô-cô-la mà phù thủy đưa nên mới biến thành ra như thế. Ba người đang thương lượng cách để chạy trốn, thì lúc này phù thủy đột nhiên tháo tấm tre rồi kéo Charlie ra ngoài. Một vài bà phù thủy cùng nhau ấn chặt Charlie lại. Còn phù thủy thủ lĩnh thì nhỏ 3 giọt nước thuốc vào trong tai của Charlie. Charlie muốn chạy nhưng lại bị phù thủy đè chặt đuôi, một phù thủy mang một cây búa lớn đến. Trước khi một búa kia gõ xuống thì Daisy lại xông ra chiến trường, cậu chạy qua cắn một phát lên ngón tay của phù thủy. Cả ba tăng tốc chạy thẳng vào trong ô thông gió, phù thủy cũng duỗi bàn tay dài ngoằn vào bên trong.
Khi Bruno chạy sau cùng sắp bị bà phù thủy tóm được thì cả ba đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Dưới sự dẫn dắt của Sarkly, cả ba lén lút chạy ngang qua phòng bếp, trà trộn vào thang máy. Cuối cùng cả ba đã thuận lợi đến trước cửa phòng bà ngoại Sarkly. Lợi dụng xe lau chùi của cô lao công, cả ba trèo lên tường rồi bắt thang hình chuột để ấn chung cửa. Khi ba người chuẩn bị đi xuống thì đột nhiên, dì lao công cầm chổi đuổi ba đứa chuột chạy muốn đứt hơi. May mắn mà ba đứa chạy nhanh hơn cô lao công một chút. Lúc này bà ngoại đã mở cửa kịp lúc nên cả ba mới may mắn thoát được một kiếp. Sarkly kể hết mọi chuyện mình gặp lúc nãy cho bà ngoại nghe. Các phù thủy muốn biến tất cả trẻ em trên đời này thành chuột. Họ nhất định phải ngăn bọn họ lại. Cậu còn nói rằng phòng của phù thủy ở ngay dưới phòng của họ. Cậu tình nguyện xuống đó lấy chất độc để bà ngoại có thể chế ra thuốc giải. Khi ra đến ngoài ban công, bà ngoại thấy phù thủy đã đi ra ngoài, thì thả Sarkly vào trong một chiếc vớ đang đan dở rồi thả cậu xuống bên dưới. Sarkly nhảy lên bàn có chứa đống thuốc độc kia, rồi dùng hết sức lực để rút ra được một bình. Khi cậu chuẩn bị đi khỏi đây thì phù thủy lại đột nhiên quay về. Thấy bà ta đang tháo giày ra, Sarkly nhân lúc phù thủy đang đếm măn nỉ thì đã chạy ra bên ngoài ban công. Khi vớ vừa kéo lên được một nửa thì đột nhiên, khi chú chuột này đang chuẩn bị bỏ trốn. Chú chuột đang trốn trong chiếc vớ này sợ đến nỗi run rẩy cả người. Phù thủy đang định kiểm tra vớ thì chuông cửa lại đột nhiên vang lên. Sarkly cũng may mắn thoát được một kiếp nạn, khi bà ngoại có được chất độc thì vội vàng điều chế thuốc giải. Nhưng không may là với những phương pháp của bà ngoại thì không thể chế ra được thuốc giải. Hoặc có lẽ là trên đời không hề có thuốc giải, ba chú chuột cũng không bao giờ biến về hình dạng con người được nữa. Lúc này Sarkly đề nghị đổ thuốc độc vào trong thức ăn của phù thủy để diệt tận gốc luôn đám phù thủy này. Nếu họ không làm như thế thì sẽ có nhiều đứa trẻ bị hại hơn nữa. Sau khi mọi người nghiêm túc bàn bạc kế hoạch, thì chú bé Sarkly thông minh dũng cảm đã đi đến phòng bếp. Đầu tiên là cậu ném một chiếc nắp bình xuống để đo thử cự ly. Tiếp sau đó cậu mang thêm một cái muôi đặt ngang trên quầy bếp. Sau đó cậu lại đặt chai thuốc trên tay cầm muôi. Khi cậu nhấc đầu bên kia của cái muôi lên thì chiếc bình thuốc cũng theo đà mà trượt xuống. Lúc này đột nhiên có một anh đầu bếp đi đến thử món. Sarkly vội vàng đè chiếc muôi lại. Nhưng chiếc bình đã trượt đến tận cùng ở đầu bên kia rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Ngay lúc Sarkly đang không biết phải làm thế nào, thì bàn bếp bên cạnh bốc cháy đã thu hút sự chú ý qua anh đầu bếp qua bên kia. Đúng là trời cũng muốn góp công. Sau khi kế hoạch thành công, bà ngoại đưa ba đứa trẻ đến nhà ăn để chờ xem kịch hay. Các bà phù thủy đang uống từng ngụm canh một. Còn phù thủy thủ lĩnh đang định hút canh thì phát hiện bà ngoại đang nhìn chằm chằm vào bà. Bà ta dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn bà ngoại rồi hung hăng xông về phía này. Hóa ra bà đã nhận ra bà ngoại chính là cô bé nhỏ năm xưa đã từng nhìn thấy bà biến một đứa trẻ thành gà từ 40 năm trước đó. Lúc này Sarkly cũng nhân cơ hội phù thủy không chú ý, cậu lại duỗi bàn tay chuột ngắn cùng ra để trộm lấy chìa khóa phòng của phù thủy. Chính vào lúc này, một bà phù thủy trong bàn ăn đột nhiên đứng dậy, cả người bà ta run rẩy. Tiếp sau đó, một cái đánh giấm đã khiến bà bay lên không trung rồi đáp cả người xuống bàn ăn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thì bà ta đã biến thành một con chuột xấu xí. Những bà phù thủy khác cũng sợ hãi la hét sùm. Trong lúc mọi người đang hỗn loạn thì lại thêm một bà phù thủy bị giấm đánh bay lên trời và cũng biến thành chuột. Tiếp sau đó là những màn liên hoàn giấm xoay vòng, liên hoàn giấm xoay vòng cứ liên tục được biểu diễn. Từng bà phù thủy một đều biến thành chuột hết, cảnh tượng bên trong nhà ăn lập tức trở nên hỗn loạn. Các nhân viên phục vụ cầm chổi đuổi đánh khắp nơi, thậm chí còn có một bà chuột bổ nhào lên người ông quản lý. Không biết bà chuột phù thủy đã cắn ở chỗ nào mà khiến ông quản lý đau đến nỗi phải kêu cha gọi mẹ. Bà ngoại nhân cơ hội này đưa ba đứa trẻ đi khỏi. Họ đi đến phòng của phù thủy thủ lĩnh định mang hết tất cả thuốc độc đi. Bà chú chuột nhỏ cũng nhân cơ hội đi tìm thuốc giải. Chính vào lúc này thì phù thủy thủ lĩnh đã quay về, bà ta cởi giày ra rồi âm thầm đi về phía bà ngoại. Hóa ra bà ta không hề hút bát canh có độc kia và cũng là người may mắn duy nhất. Bà ta duỗi cặp móng vuốt dài ngoằn ra định làm hại bà ngoại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này thì ba chú chuột đã ra tay hành động. Trước tiên ba đứa dùng bẫy chuột để kẹp vào ngón chân duy nhất của bà phù thủy. Nhân lúc phù thủy đau đớn đến nỗi há mồm kêu gào, thì cả ba lại dùng bẫy chuột làm bàn đỡ. Tiếp theo đó là một đường paraban hoàn hảo. Chân phù thủy bị bẫy chuột kẹp chặt còn người thì phát run, thất khiếu bốc khói rồi giật như người bị kinh phong. Một cú giấm khiến cả người bà bắn mình lên trần nhà và biến thành một con chuột xấu xí. Lúc này trông bà ta độc ác vô cùng. Bà định dùng thân hình chuột này để hạ gục ba chú chuột con kia. Trong lúc cả ba bỏ chạy thì cậu bé Bruno tham ăn đã bị kẹp trúng đuôi. Trong lúc nguy hiểm thì bà ngoại đã dùng cốc thủy tinh ngăn phù thủy lại. Sarkly lấy chìa khóa két sắt đưa cho bà ngoại. Bên trong két sắt của phù thủy không chỉ có một lượng lớn tiền mặt, mà bên trong còn có một quyển ghi chú thông tin của các phù thủy trên toàn thế giới. Có lẽ mang quyển ghi chú này theo thì sẽ tiêu diệt được toàn bộ phù thủy. Trước lúc mọi người đi khỏi đây thì bà ngoại còn thả thú cưng yêu quý của bà phù thủy kia ra. Tuy ba chú chuột này không thể biến về hình người được nữa, nhưng ba đứa vẫn được sống cuộc sống hạnh phúc vô cùng. Một người ba chuột đã sống một cuộc sống vui vẻ hơn bất cứ ai. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.